Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và cũng khá lâu rồi em Lợi lại về một chiếc Chevrolet Colorado sản xuất năm 2019, số tự động một cầu máy dầu màu trắng nhá. Còn khá là đẹp đây quý anh chị này. Toàn bộ xe là nguyên bản và nguyên zin. Xe thì đăng ký tên cá nhân biển tỉnh đã được bên em Lợi bao suốt hồ sơ. Từ các phần đồng sơn của chiếc xe thì khá là đều màu, không bị lệch màu nhá. Với những cái nước sơn màu trắng này thì quý anh chị có thể nhìn qua video cũng biết được cái, nếu nơi nào sơn lại thì cả khả năng tỷ lệ pha màu nó sẽ bị không được tương đối. Và toàn bộ xe thì bên em Lợi cam kết chỉ sẽ làm xe đẹp, không làm xe tai nạn ngập nước nhá. Máy số là nguyên zin, an ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền tổ quốc. Toàn bộ xe thì kể từ ngày giao xe là không có phạt nguội nhá. Anh em nào mà quan tâm thì mời qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp nhá. Với phiên bản số tự động một cầu LTZ tài chính hơn 400 triệu một chút, anh em nào đam mê về cái dòng Chevrolet Colorado, mặc dù thì Chevrolet thì cũng đã khai tử tại Việt Nam rồi, nhưng mà đánh giá về cái giá trị và cái giá thành của chiếc xe Chevrolet Colorado thì em thấy nó bây giờ là rẻ nhất trong các cái dòng bán tải. Đấy. Đây là cái phần đồng sơn của chiếc xe này. Các cái đường gân của chiếc xe này đều rất là mới và đẹp nhá. Đấy. Từ các cái phần bậc lên xuống này, kính đèn đều chỉnh chu và đều được dán tím cách nhiệt. Đấy. Đây, phần gầm của chiếc xe đây. Quý anh chị có thể xem các cái phần gầm này. Đấy. Vạch sơn này, sàn thùng này, đều rất mới và đẹp nhá. À, bậc lên xuống này, tay nắm móc khóa cánh cửa đều nguyên zin, kính đèn thì đều nguyên bản. Xe được trang bị la răng đúc, tất cả các cái phần đèn pha, mặt ca lăng của chiếc xe này còn khá là đẹp nhá. Chevrolet Colorado đời 2019, số tự động một cầu, đời khá là cao. Đây, các cái phần bướm gầm em quay cho quý anh chị xem đây nhé. Tất cả các bướm gầm phía trước này, xe thì bên em Lợi cũng đã cho dọn dẹp vệ sinh rồi. Tất cả khung gầm thì không có mục mọt gì, đều rất đẹp và mới nhé. Đấy. Anh em nào mà quan tâm đến cái dòng xe bán tải thì kênh em Lợi còn khá là nhiều để phục vụ quý anh chị nhé. Hoặc sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem về các cái phần máy và nội thất của chiếc xe. Và đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe nhé. Từ cột kèo này, nội thất ghế rất mới và đẹp. Cột kèo là zin hết. Tất cả các cái phần keo chỉ cánh cửa này, nguyên bản zin. Đấy, tắp lô tắp ly của chiếc xe còn khá là mới nhé. Nội thất ghế nỉ nguyên bản từ đầu. Nói chung là nội thất đánh giá là rất là vào mắt này. Toàn bộ các cái phần cột kèo, gioăng, bậc, ốc, ngàm, khóa cửa là đều zin hết nhé. Đây, tất cả các cái phần phía trước này, phía sau này, tem mác đầy đủ hết. Nội thất ghế hai bên đều rất mới và đẹp. Xe sử dụng hộp số tự động một cầu máy dầu, thương hiệu Chevrolet Colorado đời 2019. Với chiếc xe này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng, lên đến 60-70% giá trị của xe nhé. Toàn bộ các cái phần đồng sơn này đến nội thất là rất đẹp nhé. Hôm nay là thứ tư ngày mùng 10, em Lợi về chiếc Colorado. Đấy. Mùng 10 tháng 4 rồi đấy quý anh chị ạ. Đấy. Toàn bộ các cái phần vô lăng củ số này, đến điều hòa này, đều được bên em Lợi kiểm tra là nguyên zin. Đấy. Âm thanh điều hòa của chiếc xe thì còn khá hoạt động khá là tốt. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu. Em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Bác nào mà có nhu cầu bán xe, lên đời xe, alo em Lợi nhé. Kênh em Lợi tập trung làm cái dòng xe bán tải và cam kết chuẩn chỉ, không làm xe tai nạn, không làm xe ngập nước, chỉ làm xe đẹp thôi. Đấy, bên em Lợi khâu đầu vào là kiểm tra, tiếp tục kiểm tra tất tần tật xe, đưa vào đến cửa hàng, quảng cáo là phải những xe đẹp, không xe tai nạn, không ngập nước. Đấy. Đây, toàn bộ đèn hậu của chiếc xe này. Cụ lốp còn rất là mới và đẹp nhá. Được cái đường gần cụ lốp này, nó căng, có móng tan luôn. Đấy, hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe này, cột kèo, gioăng chống ồn hai bên đều rất đẹp, nội thất trước sau còn rất mới và đẹp nhá. Bậc lên xuống ốc cột. Đấy.
tất cả các cái phần mép ghế nỉ này rất mới và đẹp. Đây, hai bên táp ly này chỉ zin 100%. Đây là cái phần khoang động cơ của chiếc xe nhá, ốc tai này đến phanh ABS, ốc cabo, chỉ cabo này là nguyên zin và cực kỳ đẹp nhá. Đấy, tất cả các cái phần đinh bấm, đinh dập ở các phần cabo này đến máy sử dụng động cơ máy dầu 2.5 nhá, đi cực kỳ tiết kiệm 6-7 lít 100 cây. Toàn bộ cái cabo của chiếc xe đây, zin này, keo chỉ zin hết nhá. Vâng, sau đây em sẽ nổ cái tiếng động cơ cho quý anh chị nghe nhé. Vâng, đây là cái tiếng động cơ của chiếc xe đang hoạt động nhá. Máy nổ rất là êm này, quý anh chị có thể nghe tiếng động cơ đây. Còn một cái động cơ này, máy dầu 2.5. Vâng, vừa rồi em Luận vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể anh chị em và các bạn đang xem video một cái chiếc xe mang thương hiệu Chevrolet Colorado sản xuất năm 2019, số tự động một cầu máy dầu. Bạn nào quan tâm thì liên hệ với em Luận nhé. Xin chào, gặp lại quý chị và các bạn trong một video gần nhất.